Phía đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số con máy sử dụng đã qua sử dụng tại Thái Lan. Ở đây chúng ta sẽ có thằng 8040 và 85 gì đó, 8040. Ở đây thì ông này là ông MU 5702. Đây là những cái con máy đã qua sử dụng nè. Bên này cũng là MU 5702. Những con MU 5702 nè. Phía bên kia là 5501. Những con máy mà nó thiên về cái sức mạnh. Hai đây 5702, 5501 như là 4902. Cái con này thì mình chưa có chia sẻ cho mọi người. Còn phía đó là 6040. 6040 SU của Thái Lan, kia là ông 9540. Bên vậy kia là 5018 như là 4018. Phía đây là sẽ là những cái con máy mới 100%. Cũng đã chia sẻ trong những cái kênh video dài, mọi người có thể theo dõi bên đó. Hiện tại thì ở Việt Nam thì mình đang có sẵn hai chiếc L5018 của Thái Lan. Chiếc này là Kubota L5018 SB, chiếc này là sẽ mới 100%, còn cái bên kia là cái chiếc khoảng 1000 giờ. Thì để mà xem những cái con máy mà thực tế Thái Lan thực tế nó mới 100% ở bên ngoài như thế nào thì mọi người có thể đến với Hiện Máy Cày cũng như là cái địa chỉ tại Tam Nông Đồng Tháp, thì bên mình sẽ hỗ trợ mọi người xem mấy con máy nó thực tế như thế nào. Còn về phía Thái Lan thì mình sẽ truyền về những cái thông tin, những cái hình ảnh cũng như là những cái con máy mà mới nhất tại Thái Lan để anh em ở khu vực Việt Nam có thể theo dõi và biết thêm về những cái con máy tại khu vực Thái Lan. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ về máy nông nghiệp lần sau.